Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Vinh Xe Cúp. Và vừa về thêm được hai bộ lửa dành cho anh em nha. Đây là bộ lửa 86 đầu chùa đó, 6 tiếp đèn siêu sáng dành cho anh em. À, đây là bộ lửa 82DD dành cho anh em gắn xe 82DD. Này gắn được cho 81, 86 luôn nha các bạn. Nói chung là nó sẽ chung. Đèn vuông này nó sẽ chung. Riêng thằng này thì 86 đầu chùa, 86 đầu chùa thì thích hợp cho anh em gắn xe 67. Anh em nào mà có nhu cầu gắn xe 67 thì chúng ta hốt bộ đầu chùa nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. 86 đầu chùa siêu đẹp. À, vừa mới về nha các bạn. Đó. Long lanh luôn. Long lanh như cái bành. Còn đây là 82DD. 82 với DD sẽ chung. Giống nhà các bạn. Bạn nhìn chưa? Mới tinh long lanh luôn, cực đẹp. Cái hoa lăng này nó còn vặn khè luôn nè. Đó. Đó, hoa lăng vặn khè luôn. Này mà đi 67 là hết bài thôi nha. Rồi. Anh em nào có nhu cầu các bạn liên hệ số điện thoại phía trên màn hình giúp mình nha. Đây. Đó, là cái trên màn hình. À, phương thức mua hàng và những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy nha. Alo cho mình, lấy địa chỉ ngay tại khu vực bến xe miền Đông. Còn những anh em nào ở xa thì vô làm chuyển khoản là bên mình ship bưu điện. Và lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Chuyển tiền trước ship hàng sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Vinh Xe Cúp hàng ngày nha. Cảm ơn tất cả các bạn.